Em xin kính chào với cô chú anh chị khách hai hàng đam mê sưu tầm bonsai sai ca kiện trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Theo Hậu Duyên ạ. Dạ hôm nay thì em trở lại với chỗ của chú Sáu ở gần gia đình Bình Hỷ, thành phố Cần Thơ, tiếp tục chia sẻ cùng với cô chú thì chị mình một lô phôi hai hàng à, hôm nay là có phôi sù đế đẹp cho cô chú chị ha. À, dạ đây là một số hai xíu nữa chú Sáu sẽ chia sẻ cùng với cô chú anh chị mình không ạ. Đa số là những này đế đẹp dùng lực hết cô chú, cây đã đang chuột sống khỏe hết rồi. Cô chú anh chị mình đăng ký liên hệ trực tiếp với số điện thoại của chú Sáu giúp em ha. Rồi em xin phép được giờ lý giới thiệu với chú anh chị nha. Dạ cô xin chào chú Sáu ơi. Rồi chào Phúc Phước ơi, rồi chào anh em gần xa nha, cũng cảm ơn anh em vừa qua ủng hộ mình nha. Cũng hôm nay cũng tiếp tục lên clip lại anh em cũng ủng hộ cho mình số điện thoại là 0775812944. Zalo cho nó luôn. Rồi cây số 1 đầu tiên là cây mai sù nha anh em. Cây mai sù này sù là muốn bích thích tình chân quá. Cái này là cây mai sù. Là sù muốn bích tình chân. Cây này cũng 5 tuổi sống khỏe rồi, lên sù cũng khá là nhiều. À, sù này có đế luôn đó các chị nha. Sù nhiều lắm. Rồi Quỳnh Thăng chỗ này được 26 nha anh em. Dạ 26 Quỳnh. Cao là được 59. Dạ. Rồi đế nó là 112 luôn. Sù chảy nha, sù là bích mình sù là có đế cho nha nè. Đây này chơi là bonsai dạ, đẹp nha. Đế cô chú anh chị. Anh em giờ cắt lùng lùng xuống cái nữa là thấy sù là dữ lắm nha nè. Rồi mã số 1 đầu tiên có giá là 3.500.000, bao ship toàn quốc luôn. Dạ 3.500.000. Một cây mai sù luôn, dạ, mai vàng luôn. Rồi mã số 2 là một cây tứ quý luôn. Dạ mã số 2 là phôi tứ quý. Tứ quý đế sổ nôm luôn nha anh em. Đế sổ nôm là số 2. Đế là sổ tuyệt vời luôn nè, đế nè. Cái này là nó hai cây dính liền nha anh em. Đó, anh này anh em là chơi huynh đệ cũng được nha. Dạ. Đó, hai cây này hai cây nha, tại vì hai cây này là nó cũng rời nha anh em. Rồi tổng hoành này là được 37. Dạ 37 rồi. Thân này được 21. Thằng bên đây cũng 21 luôn. Rồi cặp song sinh này nó đều đều nha anh em. Rồi có giá là 5.000.000 đồng con xếp toàn quốc luôn. Dạ có cốt thành luôn quý cô. Cái này là kêu cặp song sinh luôn. Dạ 5.000.000 một đôi tứ quý mã số 2 nha cô chú chị. Cây này đế sổ rất đẹp nha anh em, về ghép cho là nghỉ nha. Mã số 3 nha cô chú. Rồi tiếp tục là mã số 3, một cây đế nôm luôn. Dạ, cây mai vàng luôn, quái với vị luôn nha anh em. Cây này là rất là khéo đẹp nha. Nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ nha anh em. Cái này nó lộn rễ đây rất đẹp nha. Dạ, nhỏ mà rất khéo luôn. Rồi Quỳnh Thăng được 20. Dạ 20 rồi. Cao được 49. Đế sổm cao được 30 luôn. Nồi đế đặt nó là 105 luôn. Dạ. Rồi mã số 3 này có giá là 2.500.000 bao xếp toàn quốc luôn. 2.500.000. Cây này đế anh em chơi bonsai là chơi bộ đế là còn cũ nên nha anh em. Có trời đế nè. Dạ. Nẹo mà cây này già cây lắm nha anh em. Rồi 2.500.000 mã số 3. 2.500.000 luôn, bao xếp toàn quốc cho anh em luôn. Dạ rồi. Rồi cây số 4. Dạ, cây số 4 này một cái cục thừ lừ luôn nha anh em. Ngồi ra là giống con thú ngồi nha. Dạ. Đó, giá là mềm cũng dễ chơi nha anh em. Dạ đâm được sống khỏe luôn rồi cô chú nha. Cây này cũng bự hoành à. To hoành đây được 35. Dạ. Cao là 37 luôn. Rồi mã số 4 là có giá là 600k luôn, bao xếp toàn quốc cho anh em chơi luôn. Dạ 600.
600 ngàn luôn. Thôi xếp còn bắt luôn. Đây bánh kia luôn nha nè. Rồi, con đợi luôn thấy chú. Rồi, mã số 5. Dạ. Là một cái xù luôn. Số 5 là phôi mai vàng nha cô chú chị, cây này. Đó, cây xù luôn, xù chảy luôn. Đó, cây này xù luôn rồi chảy luôn nè. Cục cục mà chảy luôn nha nè. Giờ cái xù này cũng là người trước cúp này anh em chăm chăm rồi. Cái này xù cũng có đế luôn nha cô chú. Rồi hoành được 26 luôn. Dạ 26 hoành. Đó, cái củ xù này thì được 3. Cái củ xù được 30 luôn. Dạ. Cao là 44 luôn. Rồi đế nó là 107 luôn. Rồi mã số 5 này cũng có giá là 3 triệu 500 ngàn luôn. Thôi xếp toàn quốc luôn. Một cái dạ, xù luôn. 3 triệu rưỡi luôn cô chú chị. Một phôi mai xù. Cái này lên xù. Xù này rất đẹp luôn nha anh em. Nu mà xù chảy luôn nha. Chị nu mà chị chảy luôn. Đâm tù sống khỏe luôn rồi nha cô chú chị. Rồi mã số dạ, mã số 6 mà cũng một cây quái luôn nha anh em. Rồi cây siêu cây mai vàng luôn, quái luôn. Có củ có đế luôn nha. Cây này đâm tượng sống khỏe luôn. À, cây khỏe mạnh luôn nha. Lên hết rồi. Rất là già cây nha. Rồi, trên đây được 23 quả thăng luôn. Dạ, 23 quả. Cao là 42 luôn. Dạ. Rồi, đế nó là 86 luôn. Rồi mã số 6 này có giá là 700k luôn. Dạ 700 luôn. À, cho anh em dễ chơi luôn. Dạ rồi, con đổi luôn. 7. Số 7. Mã số 7 này là cũng một cái cây đế sổ luôn nha nè, rất là bự luôn. Cây đế là không phải là không. Cây đế là bự luôn nha nè. Cây này cũng khá cây nha, lớn nha. Dạ. Rồi hoành được 27 luôn. Dạ 27 hoành. Cây này cũng 5 tuổi sống khỏe luôn. Cao là 71 luôn. Nồi đế của nó là 102 luôn. Rồi mã số 7 này có giá là 800k luôn. Dạ 800 luôn. Bao xếp toàn quốc luôn. Cây này cũng khá cây bự nha nè. Rồi mã số 8. Dạ mã số 8. Mã số 8 này cũng một cây đế non luôn nha. Đây, dạ, một cây sổ rất đẹp nha. Cây này đế cũng khá đều nha. Cây này đế sổ nhóc. Dạ cây lắm rồi cô chú. Dạ cây chơi nha nè. Rồi qua tháng này được 28 luôn. Dạ. Cao là 38 luôn. Rồi đế nó là được 101 luôn. Rồi cây số 8 này có giá là 900k luôn. Thôi xếp cầu quốc luôn. 900 thôi cô chú anh chị. Mã số 8. Rồi cây số 9. Cây số 9, cây này đâm tuột dữ lắm. Là một cây bay luôn. Cây này dáng bay mà đế cũng rất đẹp nha anh em. Đó, cây này đế cũng rất đều luôn. Sổ rất là đẹp nha. Cây này nó có một cái thẹo lưng này nha anh em. Thẹo lưng này trước chóc cũng da nha. Giờ đang bò nha. Chỉ cho anh em nha. Đó, cây này chơi cái độ dáng xiên nó cũng rất đẹp luôn. Rồi, đo quạch tốt trên này luôn. Là được 28 luôn. Cao là 50 luôn. Rồi đế nó là 103 luôn. Rồi cây mã số 9 này có giá là 1 triệu đồng chẵn luôn. Con xếp toàn quốc cho anh em luôn. Dạ cây đang tự sống khỏe luôn. Cây này đế rất là đẹp luôn nha anh em. Ngoài giờ nó đẹp lắm. Dạ cây nữa nha cô chú. Dạ cây luôn. Rồi tiếp tục mã số 10. Cũng một cây mai vàng luôn.
cây này lục lục luôn nha em. Đế là bắp bắp củ củ không lục lục luôn. Đế là còn dễ lớn lớn là chảy đều bầu luôn chứ. Rồi Hoàng Thăng được 37 luôn. Dạ 37 mà đây. Cao là 57 luôn. Rồi đế là 107 luôn. Rồi mã số 10 này có giá là 2,2 triệu mà con xếp toàn quốc luôn. Dạ 2,2 triệu. Cây này cũng sắp lớn được cây lắm các bạn chị. Dạ mã số 11. Để nhiều anh. Triệu 11 là một, cũng một cây mai vàng luôn. Đó, cây này à, cũng lùng lực luôn nha nè. Dạ, cây này đâm tụt sống khỏe luôn rồi. Đó, cô chú khéo luôn. Để cũng còn dưới đây nhấp chân đế nha. Để còn trồng không nha. Lọn lọn trồng không. Đây. Rồi, Hoàng Thắng nó được 25 luôn. Dạ, 25 rồi. Cao là 32 luôn. Rồi đế nó là 107 luôn. Rồi cây 11 này có giá là 600k luôn. Dạ, con xếp toàn quốc luôn. Rồi 12. Rồi 12. Cây này thì dáng siêu với cô chú luôn. Cây lùng lực luôn. Đó, cây này đế cũng là lùng lực con bắp lông nha nha. Đế sởn lên mà nó gom. Đế sởn sởn thôi. Cây bầm bầm không nha nha, bự không nha. Cây này già cây lên nha mấy em. Rồi được 32 hoành luôn. Dạ hoành 32. Cao là 40 luôn. Rồi đế là 101 luôn. Rồi mã số 12 này có giá là 700k luôn. Dạ 700 nha cô. Bao xếp toàn quốc luôn. Dạ rồi. Dạ 13. 13 quá. Rồi 13. Một cây mai vàng đấy nôm luôn. Đây là đế rất là nôm luôn nha nè. Đế là độc luôn. Đây này. Ở ngoài là đế nôm dữ lắm nha nè. Dạ cây lắm chị nha. Đế sổ luôn. Đây này vàng khè luôn nha. Đế là độc, sách ở trong là độc nhắc theo luôn. Rồi còn tháng này được 36 luôn. Dạ 36 rồi. Cao là 48 luôn. Rồi đấy đặt nó 150 luôn. Rồi mã số 13 này có giá là 2,3 triệu luôn. Thôi dạ. Xếp toàn quốc luôn. 2,3 triệu nha mấy người. Rồi giá cũng rất là hợp lý luôn. Cái này đế rất sổ nha em. Rồi mã số 14. Dạ 14 màu đeo quái nha con nhé. Thôi 14 một cây con, một cây quái luôn nha. Cây này gốc nở cây rất là bự nha. Màu quái cây đó thôi cây chú. Còn quéo quần mèo gì tùm lum chân nha nè. Đế khủng luôn. Rồi Hoàng Thăng được 44 luôn. Dạ 44 rồi. Cao được 49 luôn. Rồi đế nó là 106 luôn. Rồi mã số 14 được cái giá là 3,3 triệu luôn. Coi xét toàn quốc luôn. Dạ 3,3 triệu nha cô chú nhỉ. Cây này lùng lực và quái. Cây này khá đẹp luôn. Cái củ nhỏ luôn. Dạ, rồi con bỏ cây luôn chú. Rồi mã số 15. Dạ, 15 là tứ quý. 15 là một cây tứ quý nha nha em. Tứ quý này đấy cũng đẹp nha. Cây này đâm tụt sống khỏe. Về tập ghép với cây này anh em về chơi là tập ghép nha. Cây khỏe mạnh cho này. Rồi còn tháng mình 23 luôn. 23 rồi. Cao được 45 luôn.
Rồi đế được 107 luôn. Dạ. Rồi mã số 15 này cái giá là 700k luôn. Dạ, một cây túi quý luôn. 700 thôi cô chú, 12 túi quý. 700k nha. Rồi dạ, mấy dạ. Rồi mã số. Rồi mã số 16. Một cái máy vàng luôn. Cái này như con mà tuột vậy đó cô chú anh chị. Rồi cây này đế cũng rất khéo nha, đặt luôn. Dạ cây lắm nha cô. Dạ cây luôn, cây này nó có một cái thẹo đây nha nha. Nó có cái thẹo đây nha. Mà nó đang bò nha, cũng không sao, không ngục cho nha nha. Rồi qua tháng được 29 luôn. Dạ 29. Cao 38 luôn. Rồi đế được 130 luôn. Dạ. Rồi mã số 16 này cái giá là 1.500.000 luôn, qua xếp toàn quốc luôn. 1.500.000 nha cô chú chị. 1.500.000 luôn. 1.500.000 luôn. Rồi mã số 17. Mã số 17. 17 là một cây tứ quý luôn. Cái này nguyên một cái nồi. Quý này nguyên một nồi đế đập luôn nha. À. Đế sổ nó cũng muốn nắp cái bầu luôn nha. Này có cũ luôn nha, dây lực lực luôn nha đây. Dạ. Cây này gió cây luôn nha. Cũ cũ luôn. Rồi hoàn thắng được 30 luôn. Dạ 30 à. Cao được 57 luôn. Rồi đế nó là 160 luôn. Đế sẫm cao được 30 luôn. Rồi mã số. Dạ 17. 17 này có giá là 4 triệu đồng chẳng luôn, bao xếp toàn quốc luôn. Một cây bonsai. Một cây tứ quý luôn. Tứ quý luôn, lục luôn ha. Dạ mã số 18. À, một phôi mai vàng nhán bay nha cô chú. 18 một cây mai vàng luôn nha, nên bay luôn nha. Một nhán bay luôn. Nên em giờ mà cây cầm bay rất là đẹp nha. Đế là rất đẹp nha. Nó vui giò quái. Nhán bay đây này có đế. À, đây là cây mai vàng nha nha. Trên lưng này là đó là dao ta chặt chặt không sao nha nè, nó giống này giống dao chặt nha, đỏ nha. Dạ. À, đế nè, có chiếc sao hết nhớ bài. Còn anh em nào không khoái bay dài thì cắt cục lại gì nha em, dây ra lả ra cũng rất là đẹp nha. Dạ, đâm được sống khỏe hết luôn. Cây này giờ đo cái chỗ vị trí trên này nha nè, à, được 29 luôn. Dạ. Cần bay này là được một thước ba luôn. Rồi đế được 113 luôn. Rồi mã số 18 này có giá là 1.900.000 luôn, bao xếp toàn quốc luôn. 1.900 ta có giá này mã số 18. Dạ 19 cũng là con mai vàng luôn cô chú chị ha. 19 này là cũng một cây mai vàng luôn. Đó, cây này đế cũng nôm cũng khá nha, đế sổ luôn nha. Dạ đế là nguyên chặt. Đế nè cũng không coi đế nha nè. Hoành cũng lớn hoành nha, không nhỏ nha. Rồi được 36 hoành luôn. Dạ 36 hoành. Cái này có cốt gì có không quý vị nhớ là bao nhiêu? Cao là 102 luôn. Rồi đế là 107 luôn. Rồi mã số 19 này cái giá là 5 triệu đồng chẳng luôn, bao xếp toàn quốc luôn. Rồi 5 triệu đồng chẳng luôn, bao xếp toàn quốc luôn. 5 triệu không? 5 triệu luôn. Là mã số 19 một cái mã vàng. Mã số 20 là một cây tứ quý luôn. Đó, tứ quý này là đế là khá đều nha, rối loạn hết trơn nha, giống như dạ. Cây này đế. Nhỏ nhỏ nhưng mà nó rất là đế rất là độc nha nè. Nó gối cứng hết rồi. Cây này đúng đúng con sai bài bản luôn nha nè, cái này cái đế con sai luôn nè. Dạ tay chi có cho cô luôn. Rồi Hoàng Thăng chỗ này là được 30, gần 35 kể 34 nữa nha nè. Dạ.
là 34. Đó, rồi để đặt luôn nha. Rồi để gửi tới đâu là để tới đó luôn, 140 luôn. Cao là 47 luôn. Dạ. Rồi mã số 20 này có giá là 3.500.000 ba xếp đồng bắc luôn. 3.500.000 ba xếp. 3.500 ba triệu rưỡi không? À, cây này rất đẹp luôn. Một cây mai vàng luôn. Cây này dáng bay này là cũ này rất là dữ nha. Cây này ở ngoài dữ lắm nha anh em, không biết quay không biết ở trong ẩm sao nha. Cây cái này có ba chi cành đầy đủ. Cái này nó ba chi. Cái này nó thì nhiều đường chơi lắm nha anh em. Nếu mà anh em về chơi dạng tay thì cắt này bỏ nè. Cắt này một chấu nè. Thu này vô thu bớt này. Cái thằng cành này anh em cắt ở đây luôn, nữa lấy cành lãi rồi luôn, mình lấy chút cũ này nữa là cắt là đẹp nha. Cắt là dài ấy à. Rất đẹp luôn. Cũ là bắp bắp không à. Bắp bắp đó. Kể là bắp không nha nha. Dạ, nguyên một củ đặc luôn nha cô chú. À. Cây này nó già lắm rồi, lên xù xì luôn rồi cô chú chị nha. Rồi hoành nó được là 49 luôn, gần 50 luôn. 49. 50 luôn ạ. À. Cây 50 hoành là cũng bự lắm nha anh em. Cao 1m4 luôn. Rồi đế nó là 180 luôn. Rồi mã số 21 này có giá là 9.500.000 bao xếp toàn quốc luôn. Dạ, cây cành quái rất lượng nha cô chú anh chị. Cây này về cây lắm rồi nó lên xù xì cho mấy cái nách hết trơn rồi cô chú anh chị nha. Cây này rất đẹp nha anh em. Đồ đồ hết trơn. Cây dưới này là cũ không? 5.500.000 hả chú? 9.500.000 luôn. 9.500.000 nha cô chú anh chị. 9.500.000 mã số 21. À, mã số 21 luôn. Dạ. Rồi 22 này là một cây mai xù luôn. Đó, cây này. Dạ 22 một cây mai tàn lớn. Cây này là các con này là nha nha. Cây xù này luôn. Coi tàn lớn. Cây này quay lả là vậy thôi. Cây này là 4 thân nha. Cây nó nằm từ cái trên cây này là cục cục nhiều lắm nha anh em. Cây này tới gần cũng khá hoành lắm. Là nó xù chảy xuống tới đây. Xù chảy thân rồi nhiều lắm. Nó 78 hoành luôn nè, gần dạ. 79 luôn, 78 nè. 78. Nếu mà đo dưới đây là gần 80 luôn nha anh em. Đo xuống dưới là 80 luôn á. Dạ, vị trí này thì à, vị trí dưới này là 80 luôn nè. Dạ. Còn xích trên này cũng vậy nè. Trên này cũng là 77, 78 không à. Dạ. Không có chỗ nào nhỏ nữa. Mà xù dạ, này xù nó cục 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 chân nha. Rồi cây này chỉ bao xếp 300 km. Là có giá là 65 triệu nha anh em. Dạ, 65 triệu nha cô chú. Dạ. 300 km. Quanh 78 ha cô chú vậy ha. Rồi tiếp tục là mã số 20 hai mấy ta cái gì mà là cũng một cây tàn nha nè. Dạ, mã số 23 nha cô chú, một cây mai này là cũng một cây tàn luôn nha. Tàn cao này là 5m, tán ngang là 4m luôn. Dạ, chiều cao 5m, tán ngang 4m luôn nha cô chú. À, hàng một cốt luôn ạ. Cao là 5m luôn, tán ngang là à, cốt cành nó đã lên nu với bột hết trơn rồi cô chú chị. Tán ngang này 4m á. Dạ. Ôi, sao bên này 4 cây. Cái thân nó dặn cây khác khéo hay á cô chú. Hoành thân ở đây là được 52 nha anh em. Dạ, hoành được 52. Đế là đều 48 giờ luôn. Rồi đế nó là 300. Dạ. Cao là 5m, tán ngang 4m. Cây này cũng bao là 300 km nha. Dạ.
Dạ, cái bài đều 48 giờ luôn nha quý cô chú ha. Cái mình thân cây nó dặn cây luôn đó quý cô chú. Cây rất là khủng rồi đấy nha anh em. À, đấy rất đẹp luôn. Dạ. Rồi cây này có giá là 26 triệu, bao xếp là 300 km. Dạ rồi. Rồi mã số 25 là mã số cuối. 25 là một cây mai vàng khủng. Một cây mai khủng luôn nha anh em. Mai này là xù luôn nha, đấy khủng luôn. Dạ. Cây này chắc thôi rồi nha anh em. Dễ là bóc đực không à. Cây này giữ lắm, cũng tay mình nhiều lắm. Cái rễ này là thôi, rễ chiều ngang là cái hai tấc luôn á, mấy muối rễ á. Muối rễ đâu một gan luôn. Dạ. Nó giữ lắm cái muối rễ. Rễ là nó cứng bầu luôn rồi cô chú chị nha, mà còn rễ lực lực không hồi cô chú chị. Cái bầu này cũng cỡ 300 nữa nha nè. Rồi đấy á. Đế là bắp không à, rễ nè. Còn đây cũng vậy luôn, một cây này mà nó quan trọng cái là nó xù nha. Xù dạ. Là tới đây hết trơn nè. Nguyên cái củ mẹ luôn nha cô chú chị. Một cây này một cây xù luôn. Rồi, này để lên nó xù xì hết trơn rồi tôi biết nữa ha. Để bắp dạ. Bắp không? Rồi, con xin thông số luôn thấy chú. Rồi, Hoàng Thăng ở đây là 64. Dạ, vị trí này 64. Cao là 1m3. Dạ. 1m3 luôn. Đường kính bầu này là 1 thước 2 luôn. Rồi đế đặt là 300. Đế đặt này là 300 nha anh em. Là cứng ngắt hậu hết trơn nha. Cây này cấp đi cẩu về có cái sợi dây hơi xiết, cái nó hơi dẫm da là chút xíu nha anh em. Tại vì nó hơi vuột cái sợi dây kéo cẩu lên đó, nó hơi vuột nên mà dẫm da lên chút xíu nha. Cái nào chỉ cho anh em rõ. Cái này là nguyên một củ nạc luôn đó tôi chú. Cây này là không có ít đụng hàng lắm nha anh em, có cái rễ nè. Rễ chiều ngang này là 20 rồi nè. Cái rễ bắp á. Dạ. Rồi cây này cũng bao 300 km nha anh em. Còn là có giá 42 triệu. Bao xếp là 300 km. Dạ. Rồi cây này là cây cuối lít luôn. Một cây mai vàng luôn. Lực lực luôn. Nó nu nằm hết trơn luôn nha cô chú chị. Rồi cuối clip xin chào tạm biệt anh chị em nha, cũng mong anh chị em bây giờ ủng hộ nha, xin chào tạm biệt. Dạ cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip luôn ạ. Em xin chào.